Rất vinh dự được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục và chính trị nổi tiếng của đất nước Trung Hoa. Triết học của ông nhấn mạnh sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và cai trị bằng đạo đức, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chính vì thế mà các bài giảng và lời dạy của ông có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á. Những chân lý giản dị của Khổng Tử đi vào lòng người một cách tự nhiên, như xuất phát từ chính tiếng gọi bên trong tâm tưởng mỗi người. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm, thế giới có biến chuyển thế nào, thì những giá trị tinh túy nhất của Khổng Tử vẫn luôn tồn tại theo năm tháng. Trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ với các bạn về 7 lời dạy của Đức Khổng Tử, có những điều quả thực rất giản đơn thôi nhưng vô cùng thấm thía. Sau khi đọc những điều dân này, bạn sẽ tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời của mình. Lúc khó khăn vất vả, hãy nắm thật chặt 7 lời khuyên vàng của Khổng Tử để thay đổi số phận của bạn. Đầu tiên, Khổng Tử nói, nếu tôi đang đi cùng với hai người, tôi sẽ xem mỗi người họ đều như là thầy của tôi. Tôi sẽ lượm lấy những điểm tốt của mỗi người rồi bắt chước. Và đối với những điểm xấu của họ, tôi sẽ sửa chúng ở bản thân mình. Những người ta được gặp gỡ mỗi ngày đều mang theo một câu chuyện nào đó về cuộc đời họ. Ở họ luôn có điều gì đó để chúng ta học hỏi. Có thể đó là kiến thức về một khía cạnh nào đó chúng ta chưa từng có cơ hội chạm tới. Thậm chí sai lầm của họ từng phạm phải cũng là lời răn dạy chúng ta phải tránh bị lặp lại điều tương tự. Hãy xem họ là một cuốn sách đang mở ra trước mặt. Hãy cố gắng đọc và hiểu nhiều nhất có thể. Từ nay, khi đối diện với ai đó, đừng ngại phân tích trong đầu rằng mình sẽ học được gì từ người này. Đừng lãng phí thời gian bằng cách cố gắng tìm điểm sai sót của họ để chê bai chỉ trích. Thứ hai, bất kể bạn đi đâu, hãy đi với tất cả con tim mình. Điều này có nghĩa là dù bạn làm việc hay vui chơi đều nên hết mình. Chính sự ngại ngùng gượng gạo của bạn sẽ khiến mọi thứ không được trọn vẹn như ý. Nhất là khi làm việc, hãy nhiệt huyết chân thành chu đáo bằng trọn vẹn trái tim mình. Vì cho dù kết quả có không như ý, thì bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi, không còn phải hối hận vì điều gì nữa. Đã không làm gì thì thôi, nhưng một khi bắt tay vào làm, phải thực sự tập trung và nhiệt tình. Đừng để mỗi hành trình của cuộc đời đơn giản là một lần xê dịch. Hãy biến nó thành một hành trình có giá trị. Thứ ba, sẽ chẳng hề gì khi bạn đi chậm, miễn là đừng dừng lại. Việc thay đổi trong một sớm một chiều là điều khó có thể xảy ra khi xác suất của nó chỉ từ 1-5%. Vì thế, bạn thay đổi chậm chạp cũng chẳng là điều gì đáng lo cả. Hãy tưởng tượng nếu xây một ngôi nhà mà bạn nhanh nhanh chóng chóng xây lên 5 tầng trong thời gian ngắn, thì nó sẽ đổ sụp khi nào không hay. Vì thế, người khôn ngoan là người xây nền móng thật chắc chắn, thì dù có chậm một chút, nhưng sau này bạn muốn xây lên tầng 72 cũng không thành vấn đề. Vì thế, đừng nhìn vào ai đó mà so sánh. Chỉ cần tập trung vào bản thân mình, không ngừng nỗ lực tiến từng bước về phía trước, thì không có gì là không thể cả. Nên nhớ rằng, điều quan trọng đó chính là hãy nỗ lực trau dồi hoàn thiện bản thân, còn kết quả thì đủ duyên mọi thứ sẽ tới. Thứ tư, thật dễ dàng để ghét và thật khó để có thể yêu. Đó là cách mà mọi thứ trong cuộc sống được sắp đặt để hoạt động. Những điều tốt đẹp luôn luôn khó đạt được, còn những điều xấu lại dễ dàng mắc phải, theo Khổng Tử.
cảm xúc nhất thời khiến chúng ta không thích làm việc này việc kia, rồi bắt đầu đổ lỗi đùn đầy công việc. Nhưng cứ để mặc cảm xúc này thoải mái hoành hành chính là lúc chúng đang làm hại chính mình, khiến ta chẳng thể nào trưởng thành nổi. Để có được thành công nhất định phải trải qua khó khăn. Khó khăn chủ yếu là ở việc có thể vượt qua những thói quen xấu của chính mình hay không. Liệu tôi có thể vượt qua được vùng thoải mái để làm những điều ngược lại với điều mình muốn? Tôi thích ăn nhiều, mặc đồ đẹp, ngủ thật đã đời, đi chơi chứ không phải đi làm, vân vân. Nếu không vượt được qua cảm giác khó chịu để làm việc mình không muốn, bạn sẽ chẳng có gì cả. Nên nhớ rằng những điều tốt đẹp nhất không dễ gì đạt được. Vì thế, chỉ có cách nghiêm khắc với bản thân mình hơn, bạn sẽ có được chiếc chìa khóa mở ra chân trời mới tuyệt vời hơn những gì bạn đang có. Thứ năm, những mong ước trong cuộc sống thành hay bại phụ thuộc vào sự chăm chỉ. Tuy vậy, một người thợ sẽ khiến công trình của mình trở nên hoàn hảo khi anh ta biết mài giũa công cụ của mình trước tiên. Lời dạy của Khổng Tử mang ý nghĩa giống như câu nói: nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu. Tức là khi làm gì, bạn đừng vội vàng lao vào khi chưa có công cụ tốt. Quá trình chuẩn bị đóng vai trò rất quan trọng, quyết định kết quả thành bại. Ví như khởi nghiệp cũng vậy, bạn phải góp nhặt kha khá kiến thức để chuẩn bị nền tảng thật tốt, để biết dùng công cụ truyền thông nào là tối ưu, sản phẩm như thế nào mới mang lợi thế cạnh tranh, hay chấp nhận cả thời điểm lỗ để lôi kéo khách hàng. Thậm chí những khái niệm này còn chưa biết thì cũng chẳng nên bắt đầu làm gì, vì thất bại là điều thấy quá rõ. Thứ sáu, phạm phải sai lầm sẽ chẳng là gì cả, trừ khi bạn tiếp tục nhớ về nó. Chẳng ai đảm bảo việc bạn làm gì cũng đúng, vì cuộc sống này không có gì hoàn hảo cả, là điều mà ai cũng biết. Mắc sai lầm không thể coi như là một tội lỗi không thể phá bỏ. Buông đạo thành Phật để nhắc nhở rằng mọi người đều có Phật tính. Chỉ cần nhận thức được hành vi mang nghiệp nặng của mình, quyết tâm từ bỏ thì có thể thành Phật. Điều này có nghĩa là cuộc sống chấp nhận những người nhận ra mình đã sai và sửa làm lại. Thực tế, việc phạm sai lầm chỉ là một cách tuyệt vời để hoàn thiện bản thân và thay đổi những khía cạnh con người bạn trong cuộc sống. Điều quan trọng đó là đừng để quá khứ chiếm lấy suy nghĩ của bạn. Thứ bảy, đừng bao giờ làm bạn với một người không tốt hơn mình. Lời dạy của Khổng Tử có nghĩa là nên biết chọn bạn mà chơi. Đừng cho rằng chơi thân với một kẻ hay ăn cắp vặt, thích đi giật chồng nhưng họ vẫn đang đối xử tốt với mình là được. Nên nhớ, chúng ta thường có xu hướng trở nên giống với những người gần gũi với mình. Ví như ở gần cô bạn thường xuyên ăn cắp vặt, bạn sẽ thấy việc đó lặp đi lặp lại và dần tưởng rằng đó là điều bình thường, và bắt đầu thói quen xấu tương tự từ những món đồ nhỏ rồi tới những món đồ lớn hơn. Hãy chắc chắn rằng những người bạn của ta có những phẩm chất khiến ta ngưỡng mộ và thúc giục ta hoàn thiện bản thân, chứ đừng nên nghĩ rằng làm bạn với ai cũng được. Bạn không có nhiều thời gian để kết giao với những người không đáng làm bạn. Khổng Tử là người thông kim bác cổ, người khai sáng Nho giáo, đồng thời là nhà triết gia lỗi lạc bậc nhất của Á Đông.
Gần 2.500 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng và triết lý nhân sinh của Khổng Tử vẫn được người đời coi là chân lý. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ nhận mình là người hiểu biết. Khổng Tử là một người vô cùng nhân hậu, khiêm nhường, có lối sống giản dị, chân thành và giàu tình cảm. Ông đã dạy cho con người những quy tắc về các mối quan hệ, công lý và cả tình cảm con người. Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng những bài học ấy vẫn còn sống mãi với thời gian. Hãy cùng tiếp tục lắng nghe nhé! Từ Mã Thiên đã ca ngợi rằng, trong thiên hạ, các vua chúa và người tài giỏi rất nhiều. Khi sống thì vinh hiển, nhưng lúc chết là hết. Khổng Tử là một người áo vải thế mà truyền hơn 10 đời. Các học giả đều tôn làm thầy, từ thiên tử tới vương hầu ở Trung Quốc. Hễ nói đến lục nghệ đều lấy Khổng Tử làm tiêu chuẩn, có thể gọi là bậc chí thánh vậy. Dưới đây là 7 câu nói đúc kết của Khổng Tử, hơn 2.000 năm vẫn được người đời truyền tụng. 1. Người nói năng khéo léo, sắc mặt tươi cười đón ý, rất hiếm có lòng nhân. Câu nói này có ý nghĩa, kẻ nói năng hoa mỹ khéo léo, luôn biết cách nói để được lòng người khác, nét mặt luôn tươi cười đón ý người khác, thì rất hiếm khi có lòng nhân ái. Cũng chính là loại người mà dân gian nói là miệng nam mô, bụng bổ dao găm, cần thận trọng khi giao tiếp, cộng tác với họ. 2. Quân tử hiểu về đại nghĩa, tiểu nhân hiểu về tư lợi. Lời dạy của Khổng Tử có ý nghĩa, người quân tử hiểu rõ đạo nghĩa, nên nhìn nhận vấn đề, nói chuyện và hành xử đều theo đạo. Kẻ tiểu nhân hiểu rõ về tư lợi, nên suy nghĩ, nói năng và hành xử đều cân nhắc được mất cái lợi cá nhân. Chính vì vậy, người quân tử vì nghĩa hành động, vì nghĩa xả thân, còn kẻ tiểu nhân cứ thấy lợi là làm, bất chấp tất cả, thậm chí mạo hiểm cả tính mạng bản thân vì chữ lợi. 3. Người xưa học vì mình, người nay học vì người. Người xưa học là để nâng cao cảnh giới tinh thần của bản thân. Học ở đây chính là học đạo, hiểu đạo lý, biết đối nhân xử thế, gặp thời thế làm quan. Có khả năng tế thế an dân, không gặp thời thì tu dưỡng bản thân, sống hài hòa với tự nhiên. Người nay bỏ cái gốc tu luyện tâm tính, nâng cao cảnh giới sinh mệnh, chỉ nắm cái ngọn, học tri thức, thuật loại, kỹ năng, kỹ xảo để làm quan phát tài, hay để đạt được danh hiệu này, học vị nọ, hoàn toàn vì người khác, vì cha mẹ, vì cấp trên, vì xã hội yêu cầu. Khi bỏ cái gốc thì việc học chỉ còn là công cụ để người ta chạy theo cái danh lợi tình, để thỏa mãn tư dục mà thôi. 4. Có đức thì không cô độc, ắt sẽ có người gần gũi. Lời dạy của Khổng Tử có ý nghĩa, người tu dưỡng đạo đức, người học đạo là tu dưỡng cái tâm mình. Họ ban đầu có thể lẻ loi đơn độc, vì họ khác người xung quanh, chạy theo cái danh lợi thế tục. Họ trái lại coi nhẹ danh lợi tình, tĩnh tâm luyện đức. Khi họ có đức nhiều, tự nhiên cảm hóa người xung quanh, mọi người sẽ tự gần gũi họ, đồng tình với họ, cảm phục họ, học theo họ. Đây chính là sức mạnh của đức. Chính vì vậy mà người xưa coi trọng đức. Người có đức ở ngôi vị cao thì bách tính lê dân an cư lạc nghiệp. 5. Thấy bậc hiền đức thì suy nghĩ học tập để được bằng như họ. Thấy kẻ xấu kém thì tự nhìn lại mình có cái xấu đó không. Câu nói này có ý nghĩa, kẻ tiểu nhân thấy người hiền tài đức độ thì ghen ghét đố kỵ, người quân tử thấy người hiền đức thì vui thích. Người khéo tu dưỡng bản thân để đạt đến tầng thứ cao,
cảnh giới nhân sinh cao hơn thì biết khéo học tập người hiền tài, nhờ họ chỉ dẫn, học tập họ cho đến khi bằng họ. Cái xấu kém tồn tại trong con người rất nhiều tầng lớp. Người mới học đạo dễ dàng bỏ được cái xấu bề mặt, nhưng ở tầng thâm sâu thì nó còn tồn tại, gặp điều kiện thích hợp thì sẽ bộc phát ra. Vì vậy, hướng vào nội tâm, tự phản tỉnh bản thân sẽ dần dần loại bỏ được những cái xấu ẩn sâu đó. 6. Người quân tử tác thành cái tốt đẹp cho người, chứ không tác thành cái xấu cho người khác. Đây chính là cái tâm đại thiện của người quân tử ở cảnh giới cao. Khi đạt đến cảnh giới cao, đạt được thành công thì họ không giữ riêng mình mà tìm cách giúp người khác cũng đạt được thành công cảnh giới như họ. Phật gia cũng rằng độ kỷ độ nhân hay phổ độ chúng sinh cũng chính là ý này. 7. Quân tử tâm bình thản, tiểu nhân dạ lo lắng. Người quân tử luôn giữ cái tâm chính trực, sống chân thành, thiện lương, nhẫn nhịn, khiêm nhường, nên lúc nào ở đâu cũng giữ được cái tâm thanh thản, bình thản, tấm lòng rộng mở, thoáng đãng. Kẻ tiểu nhân do luôn làm những việc lợi kỷ hại nhân, tức lợi mình hại người, nên lúc nào cũng lo lắng ưu sầu, sợ bị mất cái lợi, sợ bị người phát giác, sợ bị trả thù, vân vân. Trong lòng lúc nào cũng canh cánh trăm nỗi lo âu. Kẻ tiểu nhân cho dù có che giấu được tất cả những xấu xa tội lỗi của mình thì họ vẫn cứ lo lắng ưu sầu không yên, bởi vì rốt cuộc họ cũng là con người. Dù xấu xa độc ác thế nào thì trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn còn chút ít nhân tính, vẫn còn có phần minh bạch. Họ biết là họ chỉ che giấu được người chứ không che giấu được thần Phật, vì trên đầu ba thước có thần linh. Thế là họ suy bụng ta ra bụng thần, đi lễ thần bái Phật, dâng sao giải hạn linh đình, lễ to lễ nhỏ, vì nghĩ rằng như vậy thần Phật có thể bỏ qua cho họ. Họ không biết rằng nghi lễ cúng dâng sao giải hạn không có trong giáo lý nhà Phật. Chính họ làm bại hoại chốn linh thiêng, làm phong khí xã hội mê tín dị đoan tràn lan như ngày nay. Quý vị thân mến, người xưa vẫn có câu học làm người trước, làm việc sau. Nhưng làm việc ra sao, học làm người như thế nào không phải là điều ai cũng biết. Con người hiện đại có cuộc sống vật chất đầy đủ, song đôi khi lại thiếu sự tinh tế trong đạo đối nhân xử thế. Khi ấy, những bài học làm người chưa từng mất đi giá trị của cổ nhân chính là cứu cánh cho cuộc sống bộn bề này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.